Má, chị Hai. Nghĩa, con tìm được thằng Hiếu không? Dạ chưa má. Nhưng mà dọc đường con có thấy xác của thằng cũ, nó nổi trên sông không má? Cái gì? Xác thằng cũ? Dạ. Tao không cần giữ mày nữa, mày đi chết đi. Mày không cần sống nữa. Mày chết đi. Tại sao cậu lại hại cha con tôi? Cậu vô, tại sao cậu lại hại con? Tại sao cậu lại giết tôi? Tôi không biết gì hết. Đừng lấy gần. Tôi xin lỗi mình. Tôi đã làm quấy với mình nhiều lắm. Tôi cũng xin lỗi bà. Tôi cũng có tội với bà. Chỉ muốn có một đứa con mà tôi đã khiến bà thành một kẻ phá hoại gia cang. Nhân vật chính ra rồi đây. Con ngoan nha. Trời ơi, coi cắm bông rồi đẹp quá ta. Rồi, con chuẩn bị xong hết rồi nè. Anh Hai, anh bắt em chuẩn bị đồ chia cho nhiều. Thế nào cháu em cũng bóc đúng cái lồng đèn cho coi. Nối nghiệp cha ông chứ. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như ý. Từ ngày tôi gặp cô, lòng tôi cứ tưởng đến cô hoài. Hiếu nó té xong là do bà. Khốn nạn! Má! 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 Con xin má! Má! Ân quản bao giây. Giết mày! Giết mày mà bà mới giết con tao! Hãy chọn làm điều tốt, vì mọi điều bạn gửi đi sẽ quay trở lại với chính mình. Đón xem Châu Bể Mùa Xưa 19:30 thứ 2, thứ 3, thứ 4 hàng tuần trên HTV7.